xuống được rồi, tí đô ơi. Nè, tốt lắm tí điều, chúng ta sẽ sớm gom đủ hạt dẻ cho mùa đông thôi. Còn mình thì rất là thích hạt dẻ. Đây là một hạt dẻ dành riêng cho cậu nè, tí tham ăn ơi. Ồ, cảm ơn tí phá nha. Thấy ngạc nhiên chưa? Hay quá hà tí phá. Âm thanh gì vậy? Mình không biết. Cung son trưởng. Nghe y như tiếng kèn vậy đó. Là con người. Lạ quá. Con người làm gì tận ở trong rừng này chứ? Cẩn thận. Nè. Lộn xộn hết rồi. Mọi người có thấy con hươu mới chạy qua hay không vậy? Ta thấy nó rồi các ngươi. Đi theo ta. Các con có bị sự trong gì không? Tí vô ơi, sao những người đó lại đuổi theo con hươu xinh đẹp kia vậy? Ta e là họ đang muốn sự trong nó. Tí cô đừng. Sự trong nó? Nhưng tại sao? Đúng, tại sao chứ? Họ là những thợ săn. Con người thật là tàn bạo mà. Họ nghĩ họ là ai mới được? À, một trong số đó là anh họ thứ hai của Yujiran, Malcolm Sáu Tinh. Hắn là thợ săn giỏi nhất ở trong vùng này đó. Con hươu đã thật tội nghiệp. Chúng ta phải cứu nó tí vua. Nhưng làm sao cứu? Mình có một ý này. Cậu thì trưng mình lên cây đi tí đô. Cậu định làm gì vậy tí nhạc sĩ? Rồi cậu sẽ thấy. Cái gì vậy? Con vật nó đã trốn thoát rồi sao? Nhưng nó không thoát được đâu. Thành công rồi. Nó được cứu rồi. Tí cô nương, cẩn thận đó. Nhanh lên nữa đồ ngốc. Nhanh lên, không được để nó thoát. Cậu có sao không hả tí cô nương? Mình không sao, nhưng còn tí nhạc sĩ thì sao? Cậu ấy ở đằng kia kìa. Ôi xì trâm ơi, thằng bé đi mất rồi. Tội nghiệp tí nhạc sĩ. Chúng ta phải làm gì đây hả tí vua? Chúng ta phải đuổi theo tí nhạc sĩ và cứu thằng bé trước khi họ phát hiện ra. Con sẽ đi. Con nữa. Nghe có vẻ vui quá trời luôn. Chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm đó. Các sĩ trung còn lại thu dọn chỗ này và sĩ trung về làng ngay lập tức đi. Dạ, thưa tí vua. Chúng ta sẽ sĩ trung trở lại càng sớm càng tốt. Dạ, phải, tạm biệt nha. Sĩ trung cẩn thận đó. Tí nhạc sĩ tội nghiệp. Mong là họ tìm được cậu ấy, bé sĩ trung. Đồ vô dụng. Mấy con chó ngốc nghếch này thật phí công huấn luyện mà. Bây giờ chúng ta sẽ quay về lâu đài và ngày mai thử đi tìm lại. Đi thôi. Dạ, thưa ngài Mạnh Công. Chào, chào. Mình đã nói là cậu không có gì phải lo lắng hết đó tí cô nương. Dù họ có ở đâu đi nữa thì mình tin chắc là tí vua và các bạn xì trâm cũng sẽ được an toàn như chúng ta ở đây thôi mà. Thật ra mình sẽ không ngạc nhiên lắm nếu cái gì vậy? Ai đó? Thì ra là mi hả? Mi làm bận ta hết hồn. Mi không sao chứ? Mi bị thương rồi nè, chú hơn tội nghiệp. Về làng với bọn ta đi. Và có lẽ bọn ta sẽ giúp mi được đó. Không xa lắm đâu. Đi theo ta. Nè tí dụng về. Cậu đem mấy cành đó tới đây lẹ lên. Mình mang tới liền nè tí khéo tay. Ê có chừng đó. Thì Trâm ơi, cậu không sao chứ tí điệu? Chắc mình nên nghỉ một chút. Màu da của mình không ổn cho lắm. Thì Trâm ơi, màu da của mình giống như cậu luôn nè tí điệu. Chắc mình cũng nên nghỉ một lát. Mi đã thấy đỡ hơn chưa? Lá thuốc này của tí vua sẽ giúp Mi hồi phục nhanh chóng thôi mà. Và mấy cái bánh này sẽ giúp Mi giữ sức khỏe tốt hơn.
tí tham ăn. Hươu đâu có ăn bánh quả mọng xì trâm đâu. Chúng đích thực là động vật ăn cỏ mà. Tức là chúng chỉ tiêu hóa các loại thực vật như là lá cây, hoa và cỏ thôi. Chắc là vậy luôn á. Nó thích ăn bánh kìa. Không thể như vậy được. Mình không hiểu nổi chuyện này. Cậu biết không, tí tham ăn mình không biết phải giải thích ra sao. Nhưng mà mình có cảm giác là chú hươu này quen lắm. Ta không thể tin nổi là lũ chó vô dụng này đã để nó chạy thoát dễ dàng. Nhưng ngày mai anh cơm. Đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ phải có cách bắt được con hươu đen đó bằng mọi giá. Nghe rõ chưa hả? Dạ, ngài Mancom. Dạ, thưa ngài. Ôi, xin thứ lỗi cho tôi ngài Mancom. Nhưng ngài có nghe tin tức gì về Đức Vua Seran không? Không, Yusuberi, không có gì hết. À, dạ, dạ, tôi biết là mình không nên lo lắng nhiều. Nhưng từ trước tới giờ bệ hạ chưa từng đi ra ngoài lâu như vậy mà không hề nói một lời từ biệt nào. Đó là một chuyện khẩn cấp, Yusuberi à, là họp mặt các bang. À, dạ phải, ngài biết tính tôi hay lo mà. À, bởi vì lần này bệ hạ đi với xì trùm người mái gì đó, chuyện này khiến tôi tự nhiên thấy hơi kỳ kỳ. Phải, phải, Yusuberi, ta hoàn toàn hiểu mà. Giờ ta phải nghỉ ngơi lấy sức, buổi đi săn sẽ bắt đầu ngay sáng sớm mai. Dạ, chúc ngủ ngon thưa ngài Mancom. Sao hả? Bà ta nhớ ngươi kìa em họ. Người ta kêu ta là Mancom xấu tính, người biết mà. Nhưng chúng sẽ kêu ta là gì khi thấy chiến lợi phẩm cuối cùng của ta? Một phần thưởng đáng giá. Ta sắp có được chiến lợi phẩm tuyệt nhất rồi. Con hươu đen đó, khi ta bắt được nó, ta sẽ trở thành nhà vua. Không phải vậy sao em họ yêu quý? Ta đã sử dụng lá bùa ma thuật của mình để biến ngươi thành một con hươu. Và giờ những hậu cận trung thành của ngươi đang săn đuổi Đức Vua của bọn chúng. Đức Vua Chiran tội nghiệp. Sau buổi đi săn ngày mai, ngai vàng sẽ là của ta. Vậy hẹn mai gặp nha. Em họ yêu quý, mơ thiệt đẹp nha, dù ngươi đang ở đâu. Mình phải tìm người giúp trước khi quá trễ. Đúng như ta nghĩ, tí nhạc sĩ đã xì trâm thẳng tới lâu đài của vua Geran. Vậy thì chắc chắn tí nhạc sĩ ở trong đó. Nhìn kìa, thằng bé kia rồi. Chào tí nhạc sĩ. Tí vua ơi, tí vua. Tí nhạc sĩ, con có bị xì trâm gì không? À, tí vua ơi, con rất mừng là ngài ở đây á. Tên Mancom xấu tính xấu xa đó đang bắt giữ tí người mái. Và hắn đang muốn chiếm ngai vàng của Đức Vua Geran. Sao, sao con biết? Hắn ta đã dùng một lá bùa ma thuật để biến vua Geran thành một con hươu. Và hắn sẽ đi săn Đức Vua vào sáng mai đó. Chú hươu đó, không thể như vậy được. Nếu chúng ta xì trâm được lá bùa ma thuật thì có lẽ lời nguyền sẽ bị phá giải. Chúng ta sẽ xì trâm lá bùa đó khỏi tay của hắn. Phải, hắn không bao giờ xì trâm được đâu. À, như vậy thì không phải rất nguy hiểm sao? Phải liều thôi tí nhạc sĩ, đó là hy vọng duy nhất của vua Geran. Và cho tí người mái nữa. Con đã thông suốt rồi, lên đường thôi. Nơi này thật kỳ lạ, con chưa từng thấy chỗ nào như vậy hết á. Những con vật này cứ như là còn sống vậy. Ta nghĩ chúng chỉ là thú dội bông thuộc tí đồ à. Giờ chúng ta làm gì đây tí vua? Đầu tiên chúng ta sẽ cứu tí người máy, sau đó là tìm lá bùa của Mancom. Được rồi, sẵn sàng nghe các con. Nhấc nó lên khi ta đếm tới 3. 1, 2, 3. Xì trúc. Tiếc là tí khéo tay không có ở đây. Thằng bé sẽ biết nên làm gì. Chắc có lẽ ta nên dặn cái nút này. Để ta coi. Còn có sao không? Ấy, chúng ta đã biết kế hoạch xấu xa của Mancom rồi.
Hả Sĩ Trâm ra cách đánh lạc cái lũ chó để ta và tí nhạc sĩ có thể lấy được lá bùa. Để đó cho tụi con nha tí vua. Tóm được ngươi thôi, Gerard, ngươi không thoát được đâu. Đi thôi. Vui quá chừng luôn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Yeah yeah yeah, không có gì trong được ta đâu nha. La 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 la. À, giờ thì hết vui mất tiêu rồi. Không vui chút nào hết. Chà, thật là bất ngờ. Tặng quà cho các ngươi nè. Tí phá đâu rồi? Ôi không. Mong là các ngươi sẽ thích. Hả? Đi tìm nó mau, đồ ngốc. Cửa khóa rồi tí vua ơi. Tội tí phá quá, chúng ta làm gì đây? Ý kiến hay đó, tí người máy. Con Sì Trâm thử có mở được khóa không tí đồ. Dạ, tí vua. Mở được rồi. Tìm con vật đó đi, lũ chó săn vô dụng. Tí phá ơi, nó chỉ ở đâu đâu quanh đây thôi. Tí phá, cần tới liền tí vua. Đúng là không có vô một chút nào hết đó tí vua. Nhanh lên cắt xì trong nhỏ, chúng ta phải nhanh chóng đem lá bùa về làng thôi. Sao vậy tí người máy? Cậu ấy nói cẩn thận có bậc thêm. Chết rồi, căn còn lá bùa. Hả? Đuổi theo nó đi các con, nhanh lên. Cứ để nó cho mình. Để nó cho mình, tránh đường. Nhanh lên, nhanh lên, mình sắp tới đường rồi. Sì Trâm ơi, lẽ ra mình nên ở nhà. Kêu. Kêu đi tí người máy. Kêu. Các con thấy sao rồi? Dạ con ổn thưa tí vua. Ngài có thể luôn tin tưởng tụi con mà tí vua ơi. Tí pha coi chừng. Trời ơi, coi con đã làm gì? Có sự trong nào thấy nó không? Dạ không, dưới đó tối quá. Chúng ta làm gì đây? Tại vì có đèn và cuộn dây câu, biết đâu chúng ta sẽ câu nó lên được. Vậy thì còn chờ gì nữa, làm thôi. Dễ dàng thôi các con, em làm tốt lắm. Bắt đầu thả xuống đi. Dừng lại. Thấy nó rồi. Được rồi, xì chung nó lên đi. Chà,
mong là chúng ta không gặp phải bất ngờ nào không mong đợi trên đường về nhà nữa. Yusobari. Dạ thưa ngài. Bà có thấy lá bùa của ta đâu không? Dạ không thưa ngài Mancon. Nó mất rồi. Hãy sai người hầu tìm hết mọi ngóc ngách lâu đài cho ta mau. Ồ dạ được thưa ngài. Ta phải tìm ra lá bùa đó. Không có nó thì ma thuật ếm lên xe ra sẽ mất hết. Sao hả? Bà tìm ra nó chưa? Chúng tôi đã tìm khắp lâu đài từ trên xuống dưới rồi thưa ngài Mancon. Dạ. Dạ chúng tôi không tìm thấy lá bùa của ngài ở đâu hết. Vậy thì chúng ta phải tìm con hươu đen đó không được chậm trễ. Hôm nay nó không thoát được đâu. Kéo phẫu thuật. Rồi, hy vọng quá trình điều trị sẽ thành công. Bình phục rồi đó hưu à. Giờ thì My có thể quay lại khu rừng. Nó đang xì chân gì vậy? Hình như nó đang vẽ một bức tranh. Nhưng đây hình như là lâu đài mà. Nhưng như vậy nghĩa là sao? My định nói gì với bọn ta vậy? Thái độ trả ơn người ta vậy đó hả? Hình như mình thường nói với tí vua cách đây không lâu lắm á. Là là tí vua. Dạ tí người máy. Tí người máy thật vui được gặp lại cậu. Sao hả? Mấy bánh răng chạy tốt chứ? Vẫn ngon lành, tốt lắm. Các xì trung nhỏ của ta không còn nhiều thời gian đâu. Chúng ta phải xì trung ra con hươu đen và đưa nó về làng ngay thôi. Nhưng nó vừa chạy đi đó thưa tí vua. Sao? Đúng đó, nó bị thương. Và tụi con đưa nó về để chữa trị. Ô xì trung ơi, con hươu đó chính là đức vua Gerard. Đức vua Gerard hả? Con biết là con hươu đó có gì rất quen thuộc đó. Chúng ta phải xì trung cho ra đức vua trước những người đi săn đó. Ta sẽ ở đây để xì trung cách phá giải lời nguyền. Các con đừng bỏ sót một nơi nào. Sinh mạng của đức vua Gerard nằm trong tay của các con đó. Dạ thưa tí vua. Vua Gerard ơi. Vua Gerard hả? Tí dụng về, cậu làm cái gì vậy? Thì tí vua nói là không bỏ sót một kẻ đá nào mà. Vua Gerard. Đức vua, ngài ở đâu? Vua Gerard. Nhanh lên đi tí quạo, phải khẩn trương hơn mới được. Mình ghét khẩn trương. Ngài ấy có thể ở đâu chứ? Nhìn kìa. Khoan đã. Quay lại đi. Thôi. Nó đây rồi. Nó bắt đầu đuối rồi. Để coi chữa chứng rỉ gạt, móng và miệng, trầy da cổ. Không phải những thứ này. Rồi, chúng ta đã quá chậm. Chiến lợi phẩm là của ta. Đừng nghiền đó. Xì trung ra rồi. Hưu cái và hưu được, nay cái và nay được. Hãy bắt đầu quá trình quán đổi. Giờ hãy đẩy manh cơm xấu xa đi và sau đó đưa đức vua Gerard trở lại nguyên hình dáng cũ. Chuyện quái gì đây? Nó kia rồi. Khoan, đừng bắn. Là ta, vua Gerard đây. Bệ hạ vạn tế. Nhưng còn con hươu đen đó. Ta muốn nó bị bắt sống.
Tuân lệnh bệ hạ. Cảm ơn các bạn thân mến. Một lần nữa, ta nợ các bạn mạng sống. Ta nghĩ nếu không nhờ sự tốt bụng và dũng cảm của Tý nhạc sĩ và Tý người mái thân yêu, có lẽ giờ ta đã trở thành một chiến lợi phẩm treo trên tường của Malcolm rồi. Và điều gì sẽ xảy ra với Malcolm thưa bệ hạ? Ta sẽ tước quyền hạn của hắn. Tất nhiên là sau khi bắt được hắn rồi. Chắc là người anh họ của ta đã học được một bài học nhớ đời sau khi bị lũ chó cắn vô mắt cá chân rồi. Hãy chúc mừng đức vua Geran vạn tuế. Bây giờ ta gọi âm thanh này là sự tra tấn của các loài động vật.